Thưa quý vị, Chương Mỹ Quốc Oai Thạch Thất là ba quận ven đô nằm ở phía tây của thủ đô Hà Nội. Những địa phương này đều có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế đối với thủ đô. Trong thời gian qua, dù các quận này đã chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với đặc trưng riêng của từng địa phương, song trước bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh trong chăn nuôi đang là thách thức phát triển tại các địa phương. Để tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương thì sáng nay tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ba huyện là Chương Mỹ, Quốc Oai và Thạch Thất đã có buổi làm việc với các chuyên gia khoa học đầu ngành tại học viện. Trong đó thì để xây dựng khu vực này thành vùng nông nghiệp trọng điểm hiện đại cần đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều các sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Chương Mỹ là vùng trọng điểm chăn nuôi của thành phố Hà Nội. Toàn huyện có 18 xã có khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư với diện tích 312 ha. Huyện có 583 trang trại chăn nuôi, gồm 445 trang trại gia cầm và 138 trang trại lợn. Trước bối cảnh dịch bệnh trong chăn nuôi có nhiều diễn biến phức tạp, sáng nay, đoàn công tác của huyện Chương Mỹ đã ghé thăm phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thấy được những tiến bộ vượt bậc trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào chẩn đoán dịch bệnh trên đàn vật nuôi một cách nhanh chóng, hiệu quả. Không chỉ chú trọng đến ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong chăn nuôi, thông qua buổi làm việc, ba huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai cũng mong muốn sẽ hợp tác với các chuyên gia đầu ngành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tìm kiếm những giống vật nuôi, cây trồng mới, mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân. Tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái buổi học tập rất là ý nghĩa đối với cả huyện. Để trên cơ sở đó chúng tôi cũng có cái điều kiện học tập và cũng sẽ có những cái điều kiện để phối hợp với cả nhà trường để trong cái thời gian tới sẽ có cái hướng để giúp cho người nông dân của huyện Chương Mỹ sẽ có những cái việc sản xuất nó đạt được cái giá trị cao hơn, cái tiêu thụ đầu ra nó tốt hơn và cái quan trọng là các cái vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường được giữ vững và đảm bảo. Mình phải làm sao để nông dân giàu lên bằng cái sản xuất nông nghiệp của họ. Đó là một cái bài toán cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ phối hợp với học viện để đào tạo và giới thiệu các mô hình để nông dân, những người có những các cái tâm huyết đối với sản xuất nông nghiệp, họ sẽ nghiên cứu, họ sẽ xác định cái mô hình sản xuất của họ cho nó hiệu quả phù hợp hơn trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng đã đưa ra thành tựu trong nghiên cứu khoa học nổi bật như mô hình lúa hữu cơ, bưởi thồ, măng tây, mô hình chăn nuôi bò lai BBB, Celepon, mô hình xử lý môi trường chăn nuôi, mô hình nấm dược liệu, mô hình vi tảo. Từ những đề xuất của các địa phương, các chuyên gia khoa học đầu ngành của học viện sẽ tập trung vào lợi thế phát triển của từng vùng để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống, cây trồng, vật nuôi, công nghệ, bảo quản chế biến, xây dựng chuỗi giá trị, hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn và bền vững. Thế nhưng bây giờ vấn đề là biến nó thành các hành động. Để làm sao, dù ở Chương Mỹ, dù ở Thạch Thất hay ở Quốc Oai, chúng ta đã làm cái gì là người nông dân phải được có được thu nhập cao hơn trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật. Và hôm nay thì các đồng chí lãnh đạo huyện thì cũng đã thăm, rồi các cái cán bộ của huyện cũng đã thăm để hiểu được kỹ hơn về các cái thế mạnh của hai bên, rồi cái nhu cầu của hai bên, và chúng tôi đã đặt ra được những cái nhiệm vụ để mà triển khai trong cái giai đoạn sắp tới, đặc biệt là trong năm 2024 rồi là 2025. Đó là xây dựng các cái mô hình để phát triển về các cái cây sen, rồi là các cái bảo quản chế biến các cái cây bưởi, thế rồi là tập huấn các cái tiến bộ kỹ thuật, rồi các cái phương pháp, các cái kỹ thuật mới cho bà con nông dân. Bên cạnh việc chuyển giao khoa học công nghệ cho các địa phương, với thế mạnh về đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng sẽ phối hợp với các địa phương đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Đồng thời, Học viện cũng phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, chương trình hợp tác trong nước và quốc tế phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các huyện. Bây giờ là nội dung chi tiết liên quan đến vụ việc 4 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình gặp lốc xoáy bị chìm và mất liên lạc trên biển. Vào chiều ngày 7 tháng 5, Ban chỉ huy tiền phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và lực lượng chức năng tiếp tục bàn các phương án tìm mọi cách để tìm kiếm 10 thuyền viên bị mất tích. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh này đã quy động được 9 tàu cá của ngư dân phối hợp để tìm kiếm. Do các tàu và ngư dân bị chìm chưa xác định được vị trí chính xác, công tác tìm kiếm gặp nhiều sự khó khăn. Tỉnh Quảng Bình tiếp tục đề nghị các cơ quan trung ương phối hợp tìm kiếm ngư dân bị mất tích.
Bên cạnh đó, chỉ đạo chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng ở các khu vực có người bị nạn, kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và người bị thương, động viên các gia đình có người đang mất tích. Lực lượng bộ đội biên phòng giữ vững thông tin liên lạc 24/24 với các tàu cá đang tìm kiếm trên biển, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng quân y thuốc men để ứng cứu kịp thời khi tìm kiếm được các ngư dân. Đến thời điểm hiện nay, lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển đã cứu vớt được 14 trên 24 tàu thuyền viên, trong đó có một trường hợp tử vong. Hiện 10 thuyền viên vẫn đang bị mất tích. Vào chiều tối ngày hôm qua, một tàu cá của người dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang đánh cá ở khu vực gần đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị thì bỗng dưng bị bốc cháy. Đến nay thì ngọn lửa cơ bản là đã được khống chế và các lực lượng chức năng đang tiếp cận hỗ trợ đưa tàu cá bị nạn vào bờ. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 45 ngày 7 tháng 5, tàu cá QB 92198TS do ông Nguyễn Khánh Tới trú tại xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng đi đến tọa độ 17 độ 05 phút kinh Bắc và 107 độ gần khu vực đảo Cồn Cỏ thì bị bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự cố này, trên tàu có 7 thuyền viên. Những thuyền viên này đã nỗ lực dập lửa nhưng ngọn lửa lớn và những nỗ lực cứu đã không thành nên là họ nhảy xuống biển. Khi nhìn thấy tàu cá QB 92198TS bốc cháy, một số tàu đánh cá gần đó đã áp sát và cứu vớt các thuyền viên gặp nạn và hỗ trợ dập lửa. Tiếp tục thông tin về vụ việc ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khiến hơn 500 người phải đi nhập viện. Chiều ngày hôm qua, Sở Y tế tỉnh này đã cho biết qua phân tích các kết quả xét nghiệm, Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến khuẩn Salmonella. Cụ thể, kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm được lấy tại cơ sở bánh mì nêu trên do thực hiện ghi nhận nguyên nhân chính do vi khuẩn Salmonella. Có 4 trên 8 mẫu thực phẩm như pate, thịt heo đã qua chế biến, chả lụa, dưa muối chua có kết quả phát hiện ra vi khuẩn Salmonella. Loại vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng nặng và nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ em hoặc người cao tuổi, những người có hệ miễn dịch kém. Dấu hiệu khởi phát bao gồm sốt cao kéo dài, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy, ói mửa. Nếu không bù điện giải và điều trị kịp thời có thể gây ra rất nhiều những biến chứng. Cập nhật đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tổng số trường hợp nhập viện đến thời điểm này là 547 người, trong đó có 466 trường hợp xuất viện, 81 trường hợp được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Ca bệnh tiên lượng rất nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, tiếp tục có tiến triển tốt, sinh hiệu ổn định, hết sốt, dự kiến cai máy thở trong 1 đến 2 ngày tới. Các trường hợp nặng khác sức khỏe đã bắt đầu ổn định trở lại. Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới đây cho hay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh này vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Tam Đảo kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc kinh doanh thực phẩm tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo. Qua kiểm tra, phát hiện hơn 4.000 kg thịt lợn có triệu chứng nhiễm bệnh. Kiểm tra tại khu chuồng trại đang có 31 con lợn, tổng trọng lượng là gần 1.500 kg có triệu chứng bị bệnh với xuất hiện dấu hiệu xuất huyết toàn thân, da tím tái, nhợt nhạt, lợn khó thở, có nhiều dịch nhờn, màu đục chảy qua mũi miệng. Tại kho bảo quản đông lạnh có 2.700 kg thịt lợn, một số đã cắt khúc nhưng chưa cạo lông, màu da thâm tím, có nốt sần đỏ. Toàn bộ số lợn và sản phẩm từ lợn nêu trên đều không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, không xác định được nguồn gốc xuất xứ có thể gây hại cho sức khỏe con người. Theo khai nhận thì chủ cơ sở này cho biết toàn bộ số lợn và sản phẩm thịt lợn nêu trên đều thu mua của những hộ dân ở địa bàn các huyện Tam Đảo, Lập Thạch. Đáng chú ý là các con lợn này đều bị ốm do xuất huyết hoặc là yếu do nắng nóng, chết không rõ nguyên nhân. Cập nhật vụ ngộ độc có kết quả liên quan đến Salmonella.